xịt thẳng lên mặt luôn, nhắm nhắm mắt nhắm mắt lại, xịt thẳng lên mặt luôn. Đó, xịt thẳng lên mặt luôn. Rồi, đó. Mấy đứa con chơi chung với người lớn nghe không? Một tiếng hả? Mặc áo phao vô bên. Đó, xịt một tí nên là mọi người xịt thẳng lên mặt luôn. Đó, cái này là vừa đã nói là cái chai, mọi người cứ tưởng cái chai này xài body nhưng mà không phải. Vừa mặt vừa body luôn, nhắm mắt lại một xịt. Em là nha. Em là xài trắng da thì chi?
rồi cái gì The Amazing May gì đó, tụi Trâm cũng search lên mạng, rồi tụi Trâm thấy thì tụi Trâm đến thôi, cũng lần đầu tiên đến mà thấy đẹp quá mọi người, rất là đẹp luôn.